Các bạn nhớ dùng thời trang 214, mình là bài tập 52A. Thầy ơi, thầy có sửa bài quy hôm trước không thầy? Tí sửa, tí làm xong bài này thì thầy sửa nha. Dạ. Thầy ơi, thầy có thể record lại là đăng lên Facebook hội tụi em ạ. Rồi ok. Thôi làm bài 51A đi nha. Làm 51A đi, 52A. Cái 51A có vẻ tổng quát hơn. Trang trang 200 mấy thầy em quên mất rồi. 214. Slot ngày hôm nay với bữa sau thứ ba là mình sẽ hôm nay với ngày hôm nay với một slot thứ ba mình sẽ làm dành để mình làm tập chương thứ năm nhé. Rồi giờ mình sẽ làm chương năm bài 51A. Hôm bữa về mấy đứa có coi lại slide với lại coi lại cái bài giảng của chương năm không? Có nhớ cái gì không? Có nhớ cái bút toán dùng để ghi nhận lúc đi bán hàng, lúc đi mua hàng không? Có thầy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm thử cái bài này, đó, bài 51A. Rồi giờ bài 51A rồi đúng không? Cái bài 51A này á thì nó sẽ chỉ yêu cầu mình là làm một cái general journal thôi, tức là các bạn ghi nhận các giao dịch nhật ký được rồi. Các bạn không cần phải làm sổ cái, không cần phải làm những bước sau sau ha. Chỉ cần mình phân tích được cái giao dịch và mình ghi nhận sổ ký là ok. Cũng tương đối đơn giản chứ nó không phức tạp lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phân tích và ghi nhận cho nó đúng. Rồi. Giao dịch ngày 1 tháng 8. Ngày 1 tháng 8 thì mình có giao dịch gì đây? Mời bạn anh Dũng. Anh Dũng thì là nhìn thấy cái giao dịch ngày 1 tháng 8 của em. Dạ. Thì Abilene Company đã mua mình có 6... phải là Abilene Company không? À không. Mua merchandise từ Abilene Company. Ừ, 6.000 đô dưới dạng credit. Term 1/10 và N/30 FOB destination và invoice được tạo từ ngày 1 tháng 8. Giao dịch này ghi nhận như thế nào em? Giao dịch này là giao dịch mình đi mua làm gì đây? Giao dịch này là mình đi mua hàng. Đi mua hàng, giờ mình ghi nhận như thế nào? Khi đi mua hàng mình ghi nhận như thế nào? Thì đầu tiên là mình sẽ ghi nhận là merchandise inventory của mình tăng. Ừ. Rồi sao nữa? Và mình sẽ ghi nợ của mình tăng. Tại vì là mình mua nợ đúng không? Yeah, đúng rồi. Nợ của mình tăng. Nói chung là cái hàng mình mới mua về mà mình chưa có bán thì mình sẽ tạm thời coi đó là tài sản của mình trước. Và mình để trong cái tài khoản là merchandise inventory của mình ha. Và đồng thời là cái chỗ mà vì mình mua nợ, thành ra là cái phần accounts payable của mình, tức là phần nợ của mình nó cũng tăng lên. Thì mình sẽ create vào cái tài khoản nợ của mình. Và mình nhớ ghi rõ là mình nợ ai nhé, Abilene nhé, để dễ dàng theo dõi cung nợ, tại vì sợ là mình mua hàng của nhiều người mà mình chỉ ghi chung một tài khoản accounts payable thì mình sẽ khó theo dõi cung nợ của từng người. Nên là từ giờ mình nợ ai thì mình sẽ ghi thêm tên của người đó phía sau cái phần accounts payable để mai mốt mình theo dõi cung nợ hai bên cho nó dễ nhá. Nhiêu tiền em nhỉ? Mấy ngàn? 6.000 ạ. 6.000. Rồi ok nhá. Rồi. Ngày 4. FOB destination á, trong trường hợp mà giao nhận và sử dụng cái điều khoản là FOB destination thì ai là người trả phí ship? Có ai nhớ không? Người bán. Dạ, người bán trả phí ship. Trong trường hợp ở ngày 1 thì ai là người bán và ai là người mua? Abilene Company là người bán này. Ừ, thì nó phải trả phí ship đúng không? Dạ. Ok. Tới ngày 4 thầy mời bạn Bảo Khang coi, Bảo Khang làm thử ngày 4 coi. Dạ. Ừ. Dạ, theo yêu cầu của Abilene thì Stone trả 100 đô tiền mặt cho phí vận chuyển ở ngày 1 tháng 8.
reducing, giảm cái lượng. Cái chỗ này á, bây giờ là mình đi mua hàng từ Abilene đúng không em? Dạ. Cái xong rồi điều khoản giao nhận là FOB Destination, tức là Abilene là phải là người trả phí ship hay là mình là người trả phí Dạ, Abilene nó phải trả phí ship. ship? Ừ. Nhưng mà khi hàng tới á thì thằng Abilene nó nói á là bây giờ là mày trả phí ship giùm tao đi. Rồi mày À, trừ cái phần đó và cái phần mà mình con vị trí mình nợ nó. mình nợ nó luôn, hiểu không? Dạ. Tức là cái phí ship này bây giờ mình sẽ trả, mà sau khi trả xong thì mình cũng sẽ giảm luôn cái phần mà Mình nợ bên mình nợ nó, Abilene. ok ha? Như vậy bây giờ để giảm cái phần mà mình nợ người ta thì mình sẽ debit hay credit vào cái nào? Giảm cái phần mình nợ người ta thì mình phải debit vào cái phần mình nợ Là cái tài khoản nào? là cái cái nó gọi Đó là accounts payable hay có gì đâu em. à. Đồng thời là phải credit vào tài khoản nào? Dạ, tiền mặt. Cash của mình, như tiền. Dạ, 100 đô. Cặp đô. Ok nhá. Rồi tiếp theo. Ngày 5, đó, ngày 5. Ngày 5 ở Thanh Vân nào, Thanh Vân có biết làm ngày 5 không? Dạ, ngày 5 là bán cái merchandise cho laptop được 4.200 đô và ghi nợ với thuật ngữ là 2 trên 10 n trên 60 FBO destination, cách hóa đơn từ ngày 5 tháng 8. Cái merchandise đó có trị giá là 3.000 đô. Chỗ này hiểu như nào, tức là mình bán hàng cho hàng Lux Corporation đúng không? Cái hàng đó thì mình Dạ. bán cho nó với giá là 4.200 đô, nhưng mà khi mình nhập cái hàng đó về thì mình nhập cái giá là bao nhiêu tiền? 3.000 đô. Và FOB Destination thì mình hay là thằng Lux có trả phí ship? Dạ, thằng bán trả Ai là ai? Thằng nào là là thằng thằng bán? Abilene. Đâu phải Abilene. Mình đâu phải là Abilene. Mình là thằng Ủa? nào? Công ty mình là thằng nào? Đọc kỹ để bà đầu bài coi mình là công ty gì. Công ty Stone Company. À, mình là Stone, và trong trường hợp này là mình đang là thằng Stone đang bán hàng cho thằng Laptop đúng không? Dạ. Và thằng Stone là người bán và điều khoản giao nhận là FOB Destination, thì thằng Stone hay thằng Lux Corporation là thằng trả phí. Thằng Stone trả phí. À, chính là mình đang là người trả phí đúng không? Dạ. Rồi cái phí đó mình tính sau nha, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thấy là mình có giao dịch bán hàng trước. Em còn nhớ là Dạ. giao dịch bán hàng của mình là cái nhận giao dịch bán hàng là phải có mấy bước toán Dạ, 2 bước. không? Ừ, bước thứ nhất là mình phải ghi nhận gì trước? Doanh thu với nợ. Doanh thu với ai nợ ai? Dạ, thằng Lux nợ À, thằng thằng Lux Stone. nợ. Thằng Lux nợ thằng Stone thì đưa vào tài khoản nào của thằng Stone? Dạ, ghi vào tài khoản account receivable Receivable của thằng nào? của thằng Stone. Nhưng mà các bạn ghi rõ đây là Lux nhá, để các bạn biết là thằng Lux đang nợ mình cái khoản này nhá. Đồng thời là mình có cái gì? Dạ, có khoản nợ. Mình nợ rồi, cái phần nó nợ mình ghi rồi. Dạ, có khoản doanh thu. Doanh thu đúng không? Là mấy ngàn đô? Dạ, 4.200. 2 ha. Bước 8 thứ hai là ghi nhận cái gì em? Dạ, ghi nhận là chi phí nhập hàng. Và gì nữa? Và hàng tồn kho gì đó thầy. Tức là mình bán hàng thì hàng tồn kho mình nó phải sao? Dạ, nó phải giảm xuống. Giảm xuống. Giờ muốn hàng tồn kho mình giảm xuống thì mình debit hay credit vào nó? Dạ, mình credit cho nó. Credit vào tài khoản nào? Chỗ hàng tồn kho đang để trong chỗ nào? Tài khoản nào? Merchandise inventory. Merchandise inventory đúng không? Ok ha. Và cái chỗ mà chi phí cho vốn phòng bán là gọi là gì còn nhớ Dạ, cost of goods sold. không? Cost of goods sold ha, tức là cái phần mà hàng đã bán thì chuyển vào cái phần chi phí có thể gọi là cost of goods sold nha. Chỉ giá nhiêu tiền? 3.000 đô hả? Dạ, 3.000. Rồi ok, cảm ơn Vân nhé. Dạ. Thì cũng hơi vật vã, cuối cùng cũng xong đúng không? Dạ. 8 tháng 8.
Rồi, 808 mời Thanh Vy thử coi. Em đây thầy. Ừ, 808. 8 là mua cái hàng hóa từ cái công ty Web Well Corporation trị giá là 5.300. Ừ. Tức là mình đi mua hàng hay mình đã bán hàng? Dạ mình đi mua thầy. Mình đi mua, ok ha. Điều khoản tín dụng là FOB Shipping Point đúng không? Dạ. Nếu mà FOB Shipping Point thì mình hay nó là thằng người hay là mình hay nó là người trả phí ship? Dạ, nó là người trả phí ship. Ừ. Ai là người bán, ai là người mua? Bán là mình bán. Không không, mình vừa mua. Nói đi mua hàng xong. Mình là người mua, nó là mình người bán, người quen mua, nó là người bán bán đúng không? Dạ. Ừ. Và FOB Shipping Point thì ai là người trả phí ship, buyer hay seller? Trả phí ship là bên cái công ty mà mình mua á thầy. Không, giờ thầy hỏi em nè. Hôm bữa em học thì thầy dạy em á là đối trường hợp là FOB Shipping Point, điều khoản giao nhận là FOB Shipping Point thì ai là người trả phí ship, người bán hay người mua? Em chỉ trả lời dạ, thầy người vậy thôi. Bán, người bán. Người bán là sai. Trường hợp người bán trả phí ship là FOB Destination, còn FOB Shipping Point người mua là người phải trả phí ship, hiểu chưa? Dạ, vậy là công ty mình phải trả phí ship. Ok, công ty trả phí ship, đầu tiên là mình đi mua hàng trước đúng không? Dạ. Ok ha. Và sau đó thì các bạn thấy á, là theo yêu cầu của Stone thì Wens nó trả giúp mình luôn 240 đô tiền phí ship đúng không? Dạ. Ừ. Như vậy thì tổng số tiền mình nợ là bao nhiêu? 5.300 cộng với 240 đô. Tiền ship đó là 5.540 đúng không? Dạ. Rồi ok. Bây giờ mình nghĩ giao việc này như thế nào? Thứ nhất ha, là tụi em đi mua hàng. Và thứ hai là tụi em nhờ người ta trả phí ship tụi em luôn. Giờ đáng lẽ phí ship là tụi em phải trả, bây giờ tụi em nhờ người ta trả giùm mình đúng không? Dạ. Ok ha. Vậy thì chỗ này ghi nhận như thế nào? Giờ mình phải ghi nợ. Thứ nhất là phải có merchandise inventory trước đúng chưa? Dạ. Đi mua nợ thì sẽ có tài khoản accounts payable đúng chưa? Dạ đúng rồi này. Mà chỗ này là account payable của thằng khác chứ không phải là thằng Abilene nữa, là Wendt. Rồi, chỗ này mình xử lý như thế nào? Có nhớ không? Khi đi mua hàng mà phải trả phí ship thì mình xử lý như nào với phí ship đó em? Mình ghi cái phí ship đó vô trong cái tài khoản nợ. Có ai còn nhớ không? Khi mình đi mua hàng mà mình phải trả phí ship thì mình xử lý như nào với phí ship đó? Có ai nhớ không? Dạ, cộng thẳng vào tiền hàng. Cộng thẳng tiền hàng, tức là cái tiền hàng của mình bây giờ giá trị của nó là bao nhiêu? Có phải là 5.300 nữa không? Dạ không. Mà nó phải là bằng 5.540. Đồng thời là cái chỗ mình nợ nó thì phải sao? Phải tăng lên luôn. Tức là bây giờ 540 nữa. Mình nợ nó không chỉ là 5.300 mà còn phải nợ thêm tiền ship nữa là 5.540 đúng không? Dạ. Nhớ nha, đi mua hàng mà trả phí ship thì cộng thẳng tiền ship vào trong tiền hàng luôn nha, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, rồi ok, thầy cảm ơn em nhé. Rồi, ngày 9 tháng 8. Ngày 9 tháng 8 thì mình làm gì đây? Ngày 9 tháng 8 mình làm gì đây hả Quốc Khánh? Dạ. Là đã trả 120 đô tiền mặt cho phí vận chuyển liên quan đến việc bán vào ngày 5 tháng 8 cho ngày 5 tháng 8 của hàng lúc. Ngày 5 tháng 8 là mình bán hàng cho Last Corporation đúng không? Dạ. Và điều khoản giao nhận là FOB Destination. Và FOB Destination thì ai là người trả phí ship? Destination là người bán trả phí ship. Còn năm đó là ngày năm đó là ai là người bán, mình hay nó? Nó bán. Đọc lại thôi. Khi mình bán cho nó. Mình bán cho nó, và thì trong trường hợp này là mình phải trả phí ship đúng không? Dạ. Thì tới ngày 9, ngày 5 em bán xong thì mình chưa trả phí ship, tới ngày 9 trả phí ship thôi, hiểu không? Dạ. Ừ. Hôm bữa thầy nói á, là trong trường hợp bán hàng á mà phải trả phí ship á, thì cái phí ship được xử lý như thế nào? Mình có là cái gì? Mình coi nó là một cái phí riêng mình phải trừ trong cho cái chỗ đó. Riêng, mình phải trừ tức là cái nó phí là một riêng. Phí riêng. Nó là một chi phí, tức là khi mình bán hàng tức là mình đi mua hàng mà mình trả phí ship á, thì mình mới cộng vào tiền hàng của mình. Còn nếu mình bán hàng mà mình phải trả phí ship á, thì mình sẽ coi cái tiền ship đó là một cái chi phí, coi như chi phí bán hàng, hiểu không? Dạ, yeah, dạ yeah.
mình gọi chỗ này xong mình sẽ có cái tên gọi là mình gọi là delivery spend hay là cái tiền gì đó tiền ship gì shipping spend gì cũng là có chi phí à, có chi phí tiền ship và đồng thời là cash của mình phải cash mình cũng phải giảm theo à, ha. Như vậy thì tổng cộng cash giảm nhiêu 120 đúng không? Dạ 120 rồi ok ha rồi cảm ơn các bạn nhé. Rồi câu 10 ngày 10 tháng 8 ngày 10 tháng 8 mời thử Thành Long Nguyễn Phạm Thành Long ấy. Dạ em đây ạ. Ngày 10 thì Lắc đã trả lại hàng hóa từ ngày 8 từ ngày 5 ạ. Tức là ngày 10 á thì thằng Lắc nó trả lại cho mình một lượng hàng nó mua ngày 5, có thể là lượng hàng này nó bị hỏng đúng không? Dạ. Có giá là 500 đô. 500 đô là giá mình nhập về, còn giá mình bán cho nó là bao nhiêu đô? 700 ạ. 700. Vậy bây giờ em phải thực hiện ghi nhận cái giao dịch mà người ta trả hàng cho mình. Đúng không? Dạ. Còn nhớ người ta trả hàng cho mình thì ghi nhận như thế nào không? Lưu vào hàng tồn. Đúng không? Lưu giả đúng không? Khi người ta trả hàng cho mình thì mình sẽ, tức là khi mình bán hàng mà người ta trả hàng cho mình thì mình chỉ cần ghi nhận đảo ngược lại của cái giao dịch mà ghi nhận doanh thu lúc bán hàng là xong. Dạ. Được chưa? Dạ. Tức là lúc này là cái phần nó nợ mình nó sẽ giảm xuống. Giảm xuống và doanh thu mình cũng sẽ giảm xuống. Giảm xuống. Mình nhập lại hàng vào kho thì hàng tồn kho mình tăng lên. Và chi phí cho bốn hàng bán thì tăng lên. Làm sao mà tăng lên được? Em bán hàng thì em mới có chi phí giá bốn hàng bán chứ, còn nó trả lại hàng cho em thì chi phí giá bốn hàng bán em sao? Giảm xuống. Giảm xuống. Ok ha. Dạ. Chút lúc này là em thấy là account receivable nè, tức là cái phần mà nó nợ mình nè, nó phải giảm xuống thì nó trả bớt hàng cho mình rồi. Dạ. Và cái thứ hai là doanh thu mình giảm đi. Nhưng mà lúc này là mình có trừ trực tiếp cái phần nào doanh thu của mình không? Ừ? Nó dạ trả hàng cho mình thì doanh thu mình phải giảm xuống, nhưng mình có trừ trực tiếp doanh thu của mình lúc này không? Dạ không ạ. Và mình đưa tài khoản nào còn nhớ không? Quên rồi này. Có nào nhớ không? Có ai nhớ là tài khoản nào dùng mình ghi nhận cái phần người ta trả hàng cho mình không? Sale return and allowance. Sale returns and allowances. Đó. Chỗ này là 700 đô. Và tới cuối kỳ á thì mình có này là chi phí luôn. Mình lấy cái doanh thu tổng của mình trừ đi cái phần này để mình ra được cái doanh thu thực sự là net sale. Đó. 700 đô. Đồng thời là mình phải nhập lại hàng vào kho thì merchandise inventory của mình sao? Tăng lên. Rồi bút sâu của mình thì sao? Giảm xuống. Xuống ha. Đâu gì khó đâu. Rồi, vậy thôi. Rồi ngày 12. 12 nói gì đây? Sau khi mà ok ngày 12 mời thằng khác. Ngày 12 mời thử Tuấn Vũ coi. Ngày 12 làm sao em? Dạ, sau khi đàm phán với công ty web thì bàn về vấn đề mua hàng hóa vào ngày 8 tháng 8 thì đã nhận được thư báo từ web với mức giá là 800 đô. Dạ. Alo. Thằng Wens là cái thằng bán hàng cho mình hay là mình bán hàng cho nó? Dạ, mình bán hàng cho nó. Tại vì em có ngon em coi em dạy bài không em? Dạ, có. Có mà sao giờ không biết ai là người bán dai luôn vậy? Đó. Dạ, nó bán hàng cho mình. Trong cái giao dịch ngày 12 á, nó nhắc tới giao dịch ngày mấy? Em dịch ngày 8 tháng 8. 8 tháng 8 là mình đi mua hàng hay mình bán hàng? Mình đi mua hàng hay bán hàng? Mình bán hàng ạ. À? Em có biết dịch từ purchase nghĩa là gì không? Mua. Vậy rốt cuộc là mình mua hay mình bán em? Mình mua. Mình đi mua hàng đúng không? Dạ. Đúng không? Tức là ngày 12 sau khi mình thương thảo với thằng Wens Corporation về cái vấn đề là hàng của mình nó bị hỏng, giả sử là hàng nó bị lỗi gì đó à, thì bắt đầu là thằng Wens Corporation nó cho mình một cái credit memorandum để giảm tiền hàng xuống mấy trăm? 800 ạ. 800. Tức là ngày 12 các bạn thấy là ngày 8 mình mua hàng của thằng Wens đúng không? Và sau đó thì về mình thấy là hàng nó bị hỏng, anh bị lỗi một phần,
bắt đầu là mình mới thương thảo với thằng Wens về cái vấn đề này. Thằng Wens đồng ý cho mình giảm tiền hàng cho mình đi bao nhiêu tiền? 800 đô. Vậy bây giờ khi mà đi mua hàng mà được người ta giảm tiền hàng thì mình nhận như thế nào? Ba còn nhớ không? Các bạn Tuấn Vũ bạn không nhớ đâu. Em thầy hỏi luôn cho chắc ăn. À, ba còn nhớ không? Mình đi mua hàng mà mình giảm tiền hàng thì làm như thế nào? Ba còn nhớ không? Ừ, ai nhớ không? Mình giảm trực tiếp cho merchandise inventory. Đúng rồi, mình trừ trực tiếp cái chỗ merchandise inventory của mình luôn nha. Đồng thời là cái phần mà mình nợ nó cũng phải sao? Trừ đi. Giảm luôn này. Giảm luôn nha, cái phần mà mình nợ nó phải giảm luôn ha. Và đồng thời á là cái chỗ mà merchandise inventory á của mình á nó cũng sẽ bị giảm theo, bởi vì cái hàng này nó bị hư, nó bị hỏng thì giá trị của nó phải phải sao? Phải giảm. Phải giảm. Đó, chỉ có vậy thôi. Và đồng thời là vì nó giảm nợ cho mình, thành ra là cái phần mà mình nợ nó phải debit đi, tức là nó giảm đi nha. Ngày 12 nó chỉ có như vậy thôi, không có gì khó đâu. Rồi ngày 15 thì như thế nào nhỉ? Ngày 15 là câu này khó nè, câu này phân tích từ từ, không thể nào mà nhanh bộ được thôi cậu. Ngày 15 thì làm cho các bạn luôn nhá. Ngày 15 á là mình sẽ trả tiền cho thằng ai giơ tay hả? Ai giơ tay làm hả? Không, em bấm lộn á thầy. Ngày 15 thì mình sẽ trả tiền hàng cho thằng của đâu phải đâu. À quên, sorry. Ngày 15 là mình sẽ nhận được tiền thanh toán thằng Lux Corporation. Thì bây giờ mình tính coi là thằng Lux Corporation đã đang nợ mình bao nhiêu tiền tất cả. Ok. Thứ nhất là nó mua hàng vào ngày 15 đúng không? Thì đầu tiên nó mua là 4.200 đô. À, nhưng mà sau đó thì nó trả lại cho mình cái phần hàng trị giá bao nhiêu tiền? 700 thầy. 700 đô. Nên thành ra bây giờ nó chỉ còn nợ mình bao nhiêu thôi? Dạ, 3.500. 3.500. Bây giờ nó trả tiền cho mình thì cái phần mà nó nợ mình phải sao? Giảm xuống á. Giảm xuống là chỗ account receivable ha. Class là giảm xuống là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, đó là trả tiền cho mình sẽ có tiền mặt. Cash. Tiền mặt có cash, mình tiếp tục cash. Và nó mua hàng ngày 5 và ngày 15 nó trả tiền thì nó có được chiết khấu không? Discount, nó có discount. Chiết khấu 2%. Nó 2% đúng không? Trong vòng 10 ngày thì vẫn được chiết khấu đúng không? Và từ ngày 5 đến ngày 15 thì vừa tròn 10 ngày luôn thì nó có được chiết khấu 2%. Như vậy bây giờ á, là khi nó chiết khấu, khi mình đi bán hàng á và mình chiết khấu cho khách hàng á thì mình sẽ ghi nhận vào tài khoản nào các bạn? Còn nhớ không? Sale discount. Nhớ nha, sale discount ha. Nhớ là cái sale discount hay là cái sale return and allowances đều là những cái tài khoản vấn đề là những doanh thu bị sao? Bị sao? Giảm. Giảm xuống, nhưng mà lúc mà mình ghi nhận cái thằng này á thì mình sẽ không trừ được cái doanh thu của mình, mà mình sẽ ghi nhận vào sale discount là sale return and allowances. Để cuối kỳ á, mình sẽ lấy cái sale trong sổ của mình trừ đi hai cái thằng này để mình ra được cái sale thực tế, chứ là cái net sale của mình. Hiểu không? Nhớ nha, mình đi mua hàng mà mình được giảm giá, được discount thì mình trừ thẳng vào tiền hàng của mình. Còn nếu như mình mà đi bán hàng mà mình chịu discount hay mình người ta trả hàng như mình thì mình phải ghi vào tài khoản là sale discount và sale return allowances nha. Nhớ nha. Rồi, chỗ này là theo thẻ mình nó còn nợ mình nhiều nhỉ? Đầu tiên là chỗ này là 4.200 đúng không? Mà trừ đi 700 giảm nợ trả hàng thì còn là 3.500, và đến không bao nhiêu phần trăm của 3.500? 2%. Như vậy là mình trả, nó trả 98% đúng không, thì là 3.430, và cái phần lĩnh tấu của nó là 70 đồng. Rồi ngày 18 thì mới chua nè, 18 tháng tối nè. Ngày 18 là mình sẽ trả tiền cho Wang Corporation nha. Ngày 18 đi mua hàng và ngày 18 trả tiền sẽ được chiết khấu không? Dạ được. Dạ được thầy. Chỉ có 1% nha. Như vậy thì số tiền mà mình đang nợ nó là bao nhiêu nhỉ? Trả tiền thì accounts payable phải giảm đúng không? Mình phải biết accounts payable. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là phải xác định xem là mình đang nợ nó bao nhiêu tiền. Đầu tiên là mình mua như tiền hàng. 540 tiền hàng đúng không? Sau đó là mình trả nó đồng ý là giảm cho mình một cái lượng tiền hàng là bao nhiêu tiền? 800. 800. 800 đô đúng không? Như vậy là mình đang nợ nó 4.740 đô ha. Và mình trả tiền cash mình sẽ giảm. Đồng thời là khi mua hàng mà được chiết khấu thì ghi nhận vào tài khoản nào? Inventory, merchandise inventory. Giảm xuống nha.
vấn đề bây giờ á, vấn đề bây giờ các bạn đợi xíu. Alo, dạ vẫn nghe thế. Đợi xíu nha, thầy chạy xuống nhà thấy lấy đồ ấy, chạy đi nhanh. Rồi ok, tiếp tục ha. Vấn đề nằm ở chỗ á, ha, là mình phải tính xem là cái tiền nó trả mình á, à, mình phải trả nó á, là bao nhiêu, bởi vì mình chiết khấu. Nhưng mà để ý như thế này nè, trong cái tiền 4.740 đô này á, thì nó bao gồm cả tiền hàng và một cái phần tiền là tiền gì các bạn còn nhớ không? Discount. Tiền ship. Tiền ship, đúng không? Nếu mình được discount á, thì các bạn nghĩ xem là mình sẽ được discount trên cái tiền hàng hay là cả tiền hàng và tiền ship? Tiền hàng này. Tiền hàng không thôi. Thành ra là chỗ này là mình sẽ được discount 1%, đúng không? Đúng không? Dạ. Nhưng mà mình chỉ được discount 1% của mấy ngàn đô? Của tiền hàng. Mấy ngàn đô? 4.500 à? 4.500 thôi ha. Nhân với 1% thôi. Chứ mình không được discount tiền ship. Đó. Cái số tiền mình discount chỉ là 45 đồng và số tiền mình phải trả nó là 4.695 đồng. Các bạn hiểu không? Dạ hiểu ạ. Ok ha. Rồi, ngày 19 thì mình bán hàng cho thằng Trax. Rồi, những giao dịch phía sau thì nó cũng khá là đơn giản, tương đối đơn giản đúng không? Là chúng ta bán hàng cho thằng Trax thì cái giao dịch đó mình làm như nào đây hả bác Sơn? Dạ thưa thầy, là bán cho thằng Jack với hàng lượng hàng với giá là 3.600 đô. Ừ. Với tiền ship là nó trả. Ừ. Và cái hàng giá trị hàng mà mình lấy hàng về là 2.500. Ok, tức là hàng này mình nhập về 2.500 rồi mình bán giá là 3.600 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mình giao dịch bán hàng như thế nào em?
Dạ thì đầu tiên thì mình sẽ ghi nhận cái doanh thu trước. Doanh thu trước đúng không? Doanh thu mình tăng thì mình debit credit. Dạ doanh thu tăng thì credit. Credit, đồng thời là ghi nhận cái gì nữa? Đồng thời là ghi nhận cái nợ của nó. Nợ của nó, cái tài khoản nào? Account receivable của chat. Trust. Thì đây là trust. Thứ hai là bút tấm thứ hai là ghi nhận cái gì? Dạ mình ghi vào cái cost of good sold là 2.500. Cost of good sold. Dạ debit. Thế ha. Debit. Và cái phần merchandise inventory mình phải. Và merchandise inventory mình phải sao? Dạ giảm xuống. Giảm xuống ha, thì mình credit. Rồi, 3.600 đúng không? Nó nhập về giá 2.500 đúng không? Rồi ok ha, 79 vậy đã xong rồi. Đây 22 thì mời thử bạn Minh Trí coi, Minh Trí năm tự ngày 22 coi. Dạ là chắc yêu cầu mình phải giảm giá cho cái đơn hàng vì không đạt chất lượng, không đạt tiêu chuẩn đúng không, yêu cầu kỹ thuật đúng không? Ừ. Dạ và mình đã gửi cho Jack một cái tín dụng trị giá 600 đô để giải quyết vấn đề. Tức là mình đã đồng ý giảm cho nó mấy trăm đô? Dạ 600. 600 đô. Bây giờ cái việc ghi nhận giảm giá cho nó thì ghi nhận như thế nào, còn nhớ không? Dạ mình ghi nhận vào sell return and allow and see. Ok ha. Chỗ này đó là khoản sell allowance và mình sẽ ghi cái khoản sell allowance này vào sell returns and allowances. Đồng thời là cái tiền hàng nó nợ mình phải giảm xuống 600 đô nha. Vậy thôi, câu này dễ mà. Chỗ này mình không đưa vào sell discount bởi vì là mình giảm giá vì hàng nó bị hỏng, bị hư, nó bị lỗi chứ không phải là vì chiết khấu cho người ta. Nên phải đưa vào tài khoản là sell return and allowances ha. Và chỗ này nó không có trả hàng cho mình, tức là nó sẽ vẫn sẽ giữ lại hàng bán, không trả hàng. Nhưng mà nó phải yêu cầu mình giảm giá ha. Nên là mình sẽ chỉ ghi nhận phần giảm giá chứ mình không muốn nhận phần nhập lại hàng vào kho nha. Chừng nào người ta trả lại hàng cho mình thì mình mới có cái bước mà ghi nhận lại hàng vào kho. Rồi ngày 29 tháng 8 ghi nhận như thế nào đây? Mời Quốc Hoài. Dạ thưa thầy, là nhận được tiền từ thanh toán của thằng Trác vào cái ngày 19. Rồi giờ sao? Ghi nhận như thế nào? Nhận tiền thì mình sẽ tăng tiền và mình giảm nợ. Giảm nợ, giảm cái phần mà account receivable hay account payable? Dạ, account receivable. Account receivable của thằng nào? Của thằng Trác. Ok ha, nợ mình bây giờ nợ mình nhiêu? Thưa thầy là 3.000. 3.000 ha, tại vì lúc đầu nó nợ mình 3.600 mà sau đó mình giảm nợ cho nó 600 nên nó nợ 3.000. Và nó được chiết khấu không? Dạ thầy là được chiết khấu này. Chiết khấu 1%. Chỗ chiết khấu đó thì mình ghi vào tài khoản nào? Thưa thầy là chiết khấu đó thì mình sẽ ghi vào sell discount này. Sell discount debit credit. Dạ thầy là mình sẽ credit nó thầy. Sell discount làm tăng hay giảm doanh thu? Debit thầy, mình nó làm giảm doanh thu rồi. Giảm doanh thu phải debit hay credit? Dạ debit nó thầy. Debit nha. Số tiền là 3.000 đô nhân với 1% đúng không? Dạ. Nên là mình trả nó là 2.000, nó trả mình 2.970 đô. Ok ha, rồi cảm ơn Hoài nha. Rồi ngày 30 tháng 8. 30 tháng 8 làm gì đây? Mời Tiến Lộc. Tiến Lộc ơi. Rồi Tiến Lộc ngủ rồi hả? Ok ha. Dạ dạ anh đây. Làm thầy ngày 30 tháng 8 đi em. Thầy chờ em xí. Tốc độ. Thì cái công ty này đã thanh toán cho Abilan với cái số tiền đến hạn lần mua từ ngày mua hàng ngày 1 tháng 8. Mà ngày 1 tháng 8 là
cái Abilene này mình đã mua hàng 6.000 đô và Bây giờ mình trả tiền đúng không? dạ Tại em thì mình có được chiết khấu không? chả có Có. ba Em mua hàng ngày mươi nào? ngày đúng không dạ ngày ngày một thì ba 30 ngày sau khi mình trả thì mình sẽ được chiết khấu à đâu lộn ngày 10 dạ thưa thầy là không Không chiết khấu đúng không? dạ đúng rồi Tức là mình phải trả nó số tiền bao nhiêu tiền? bằng 6.000 Sai. Để ý nè, lúc mà mình mua hàng của nó là điều khoản nhận là FOB gì? Destination Tức là nó phải trả phí ship hay mình phải trả phí ship? thì tức là lúc này mình sẽ là người trả đâu người bạn người người bán trả phí ship Người bán trả phí ship, ai là người bán, nó hay mình? nó Nó Alin Bilan là công người trả phí ty ship đúng không? dạ Và ngày 4 á thì nó yêu cầu mình trả phí ship giùm nó 100 đô đúng không? dạ rồi thấy Tức là tiền này là đáng lẽ nó phải trả, 100 đô này nó phải trả, nhưng mà bây giờ mình trả giùm nó đúng không? Hiểu không? sẽ Alo. thử dạ, chưa rõ chỗ này lắm thôi được Cái chỗ này nè, được chưa? Là ngày 1 mình đi mua hàng của nó, và điều khoản tín dụng là điều khoản giao nhận là FOB destination, tức là nó là người phải trả phí ship giúp mình. Nhưng mà khi hàng giao tới nơi á thì nó yêu cầu mình là trả giùm nó 100 đô tiền phí ship, được chưa? dạ Được rồi ạ chưa? Nên thành ra là số tiền mình nợ nó còn là bao nhiêu? số tiền mình nợ họ lúc này là Là nhiêu? Ban đầu nợ nhiêu? ban đầu là nợ 6.000 thì Sau trả đó thì cho trả nó giúp luôn nó 100 đô tiền phí ship đúng không? thì là 6.100 Sao 6.100? thì mình trả thêm cho thì mình không trả đúng hạn cho nó thì tăng thêm Thôi 100 rồi, ok, rồi cảm ơn em. Rồi câu này Trung Lập làm thử câu này coi. dạ à, nó yêu cầu mình trả 100 đô phí ship, tức là mình chỉ nợ nó 5.900 thôi thầy. Tại vì lúc đầu mình nợ nó 6.000 đúng không? Dạ vâng. Và đáng lẽ là 100 đô tiền ship này nó phải trả cho mình đúng không? Nó phải trả đúng không? Nhưng mình không phải trả đúng không? Dạ đúng Mà rồi. giờ mình trả tức là mình trả thay cho nó đúng không? Dạ vâng. Thành ra là cái số tiền mình trả nó sẽ được trừ vào cái phần mà mình À, đang nợ nó. đang nợ nó. Lúc đầu mình nợ nó 6.000, giờ coi như là mình đã trả giúp nó 100 đô rồi thì nó còn lại thì mình còn lại nợ nó nhiêu tiền? À, 5.900. Giờ thì trả năm giờ thì, nên bây giờ mình trả bao nhiêu thôi? À, trả 5.900 thì Mà mình có được giảm. chiết khấu không? À, dạ không được. Giảm cash và đồng thời là phần mà mình nợ nó cũng phải Phải giảm xuống. giảm xuống. Cao bay bộ. Hiểu chưa bạn Tiến Lộc? Dạ để em xem lại chừng em xem lại đây còn chưa chưa ấy kịp Rồi đó là những giao dịch đã xảy ra với công ty này trong suốt cái tháng vừa rồi. Trong suốt tháng vừa rồi thì bây giờ thầy sẽ sửa bài quiz nhé. Cái bài đó, bài tập đó, các bạn nào cảm thấy không hiểu không, có ai cảm thấy khó hiểu không, có chỗ nào không rõ không? Nếu mà không rõ chỗ nào thì nói thầy giảng lại cho các bạn nhé, chứ đừng có im 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 xong rồi không hiểu bài. Rồi bây giờ thầy sẽ bốc một bài một bạn lên thầy sửa bài nhé. Rồi thầy sẽ lấy bài của Quốc Hoài thầy sửa. Rồi, ok, câu này nó hỏi cái gì? Một cái công ty nó mua một cái xe tải mới,
xin phép stop recording nhé. Một công ty nó mới mua xe tải với giá là 42.000 đô vào ngày 1 tháng 10 2019, và cái xe này thì có cái thời gian sử dụng khoảng 5 năm, và cái giá trị thanh lý sau 5 năm là 6.000 đô. Và nếu như bây giờ mà chúng ta sử dụng phương pháp là khấu hao đường thẳng để khấu hao cái xe này, vậy thì cái chi phí khấu hao cho cái xe này năm 2019 là bao nhiêu? Ok, cái xe này bây giờ mình phải tính cái chi phí khấu hao trước đúng không? Mình sẽ lấy 42.000 này mình làm gì nữa? Để tính chi phí khấu hao cho hàng tháng mình làm gì? Cho mình trừ cho 6.000. Trừ 6.000 và mình chia cho bao nhiêu tháng? Chia 5 nhân cho 12. 5 nhân 12, trả chia 60. Là 60 tháng đúng không? Như vậy mỗi tháng mình sẽ khấu hao với số tiền là làm mấy? Tầm mấy? 600 đô. Ờ, 600 đô ha. Và trong năm 2009 thì mình sử dụng cái xe này mấy tháng? 3 tháng. Nên là số tiền khấu hao là bao nhiêu tiền? Dạ, 1.800. Thì thôi, đơn giản. An euro is indicated if the flowing account has a balance appearing on the post-closing trial balance. Cái này thì có nói đúng không? Trên cái bảng post-closing trial balance của mình á, thì mình chỉ có những cái tài khoản thuộc nhóm nào thôi. Permanent cố định. Permanent thôi. Còn những tài khoản thuộc nhóm temporary thì còn không? Dạ không. Dạ không, nó bị đóng rồi. Vậy những cái thuộc temporary thường là những cái nào? Chi phí à? Chi phí, doanh thu và cái phần withdrawal. Withdrawal ha. Như các bạn thấy trong mấy cái này thì cái nào là cái không nên xuất hiện? Chi phí à, chi phí gì nữa? Chi phí à, cái đó không nên xuất hiện. Cái unearned revenue thì nó là cái gì? Nó phải revenue không? Dạ nợ. Đó là nợ. Thì nợ mình có phải nợ thì mình có xóa không? Mình có close không? Có không? Dạ không. Dạ không. Không. Accumulated depreciation thì nó là cái gì? Tài sản. À, tài sản thì mình có sợ có close không? Dạ không. Không luôn nhá, nên chỉ có một cái thằng utility spend là mình phải xóa thôi. Mà nó còn thì chứng tỏ là mình đã get short, cái sổ short. Rồi câu số 3. Nếu như một cái công ty mà nó quên ghi nhận cái tài khoản khấu hao, chi phí khấu hao với phần office equipment vào thời điểm cuối kỳ, thì cái financial statement của mình sẽ gặp cái lỗi gì? Cái việc mà mình ghi nhận cái depreciation đó thì nó sẽ khiến cho chi phí mình tăng và tài sản của mình thì giảm. Nếu mình quên ghi nhận thì chi phí mình không tăng và tài sản mình cũng không giảm, đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu tài sản mình không giảm thì tài sản mình understay hay overstay? Dạ, overstay. Tài sản mình overstay là cái thứ nhất nhá. Và nếu như chi phí mình không tăng á thì cái net income mình over hay understay? Dạ, over luôn rồi. Over luôn. Net income mình overstay thì equity mình under hay overstay? Dạ, overstay. Như vậy cả ba cái này đều bị over hết ha. Rồi chương 4. Thằng này thì rút tổng cộng là 45.000 đô tiền mặt ra khỏi công ty trong suốt năm vừa rồi. Như vậy thì cái intry nào cần thiết để close withdrawal? Các bạn có nhớ cái cách mà chúng ta để chúng ta đóng tài khoản owner withdrawal không? Khi mình đóng owner withdrawal thì mình debit vào cái thằng nào và credit vào thằng nào? Còn nhớ không? Hay là mình sẽ credit vào thằng withdrawal và mình sẽ debit vào cái tài khoản owner chủ sở hữu. Mỗi chủ sở hữu ha. Như vậy thì mình debit vào cái phần owner capital và mình credit vào phần rút vốn để xóa nó là xong. Bởi vì cái số dư của owner withdrawal thì thường nằm ở cột nào? Cột nào? Dạ, nằm bên debit à. Nên khi đóng nó thì mình phải credit nó. Credit nó ha. Vậy cột A là cột đúng. Rồi câu 5. After preparing and posting the closing and trying to close revenues and expenses into the income summary account has a credit balance of $33,000. Nếu như số dư của cái thằng income summary á, còn lại á, sau khi kết revenue expenses đó là 33.000 đô bên cột credit, và thì để đóng nó mình sẽ debit hay là credit nó? Mình debit nó này. Nếu mình debit nó thì mình sẽ debit hay credit vào owner's capital? Dạ, credit vào owner's capital. Rồi ok ha, khá là dễ đúng không? Rồi câu 6. The accounting principle that requires revenue to be reported when earned is a chừng nào mà mình làm xong giao dịch thì mình được phép nhận doanh thu. Đó chính là cái principle nào? Còn nhớ không? Nó phải là matching principle không? Dạ không. Đó là We
nguyên tắc gì revenue revenue recognition principle ha, cái đó thì kể từ chương 1 rồi. Rồi câu số 7. A company office supplies account show a beginning balance of $600 and an ending balance of $400. If the amount of supply were purchased for the year is $3,100, what amount of office supply expenses during period? Cái này đầu kỳ mình có 600, cuối kỳ có 400 và trong kỳ mua thêm 3.001, như vậy chứng tỏ là phần đã xài là bao nhiêu tiền? 3.003 đúng không? Đầu kỳ có 600, mua thêm 3.001 là có mấy ngàn? 3.007 trừ 4.007 và cuối kỳ cần 400 chứng tỏ là đã xài mất 3.300. Ok ha, 3.003 xài 400, 400 là còn lại mà. Thấy chưa, là mẫu tí là sai liền đó. Rồi. Công ty này thì không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào cho cái phần interest spend tích lũy mà chưa thanh toán là 2.800 đô vào thời điểm cuối năm, đúng không? Tức là nó quên điều chỉnh cái gì các bạn? Nợ lãi. Accrued expenses, đúng không? Accrued expenses, khi mình điều chỉnh thì mình thay đổi cái gì? Mình ghi nhận như thế nào? Khi điều chỉnh accrued expenses thì mình ghi nhận như thế nào, còn nhớ không? Ghi vào chi phí và ghi vào nợ. Tức là tăng chi phí, tăng nợ đúng không? Nếu mình không điều chỉnh accrued expenses thì chi phí mình không tăng mà nợ mình cũng không tăng. Nếu nợ mình không tăng thì nợ mình overstay, understay. Nợ understay. Nếu chi phí không tăng thì net income mình over hay understay? Over. Nếu net income overstay thì equity mình over. Cũng over. À, như vậy câu đúng là câu C nha. Nếu nó có overstay liability thì nó cũng đúng, nhưng mà câu này thì câu đúng. Chỗ này nó over liability là nó sai. Rồi câu 9. The broad principle that requires expenses to be reported in the same period as the revenue that were earned as a result of the expenses either matching principle. Nói chung là cái principle nó yêu cầu ghi nhận cái doanh thu mà dùng để tạo ra chi phí cùng kỳ với tức là cái principle á, mà nó yêu cầu ghi nhận cái doanh thu và cái chi phí cùng lúc với nhau, tức là cái chi phí nào mà tạo ra doanh thu đó thì lúc mà mình có doanh thu mình nhận luôn những chi phí đó vào trong cái sổ của mình, thì nó gọi là matching principle nhá. Kết nối giữa doanh thu và chi phí, doanh thu và chi phí là dùng tạo ra doanh thu đó thì cần phải được ghi nhận cùng lúc với nhau. Rồi, câu số 10. On September 1st, 2009, Dasher Advertising Company received $3,600 from Kailin Rina for advertising services to be completed on April 30th, 2010. Tức là chỗ này chúng ta thấy là ngày 1 tháng 9, 2009 á, thì công ty này là nhận 3.600 đô để làm cái giao dịch, làm cái việc là thực hiện cái dịch vụ quảng cáo cho thằng Kailin. Và cái dịch vụ này sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 4, 2010. Tức là cái này là mấy tháng, kéo dài mấy tháng các bạn nhỉ? Cái dịch vụ này kéo dài mấy tháng nhỉ? Mấy tháng? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, mấy tháng? 8 tháng. Như vậy là cái phí cho mỗi tháng là bao nhiêu tiền? 3.600 chia 8. Là mấy? 3.600 chia 8 là mấy? Là 450 à. 450 đô đúng không? Ok ha. Và lúc mình nhận tiền của thằng này thì mình đã làm gì cho nó chưa? Và ngày 1 tháng 9 lúc mà mình nhận tiền đó thì mình làm gì cho nó chưa? Dạ chưa. Chưa, nên lúc đó là khi mình nhận tiền thì mình ghi vào tài khoản nào? Unearned fees đúng không? Tính tới cuối năm 2009 đó, tức là mấy tháng đã trôi qua? Tính tháng 2009, dạ, 4 tháng này. 4 tháng, tức là mình đã cung cấp dịch vụ cho hàng được 4 tháng đúng không? Đúng không? Dạ, dạ. Thì tính tới cuối năm đó, mình sẽ có quyền ghi nhận cái gì của 4 tháng đó? Dạ, doanh thu rồi. Doanh thu của 4 tháng đó, đồng thời là cái phần mà mình nợ nó sẽ phải giảm xuống rồi. Giảm xuống, tức là mình sẽ credit vào doanh thu và debit vào phần unearned fee. Như vậy mình coi là câu nào mà có debit vào đơn phi không? Câu C ha, câu C debit vào đơn phi thì đúng. Hoặc là credit vào cái chỗ earn phi, mà không có nào credit vào earn phi cả. Nên mình chọn câu C là câu debit vào earn phi. Câu này mà thằng Hoàng nó sai thì hơi đáng tiếc cho nó. Bởi vì câu này là một câu rất là dễ. Rồi, cái bài kiểm tra nó chỉ có vậy thôi, đâu có gì khó đâu mấy em.
Thầy thấy bài này khá là dễ và thầy cho cái bài này là dễ hơn nhiều so với cái đề của lớp buổi sáng. Rồi các bạn nào hỏi gì nữa không? Hôm sau thì chúng ta sẽ làm tiếp một bài tập nữa của chương 5 và chương và cái phần đó thì thầy sẽ cho thầy hướng dẫn các bạn làm cái bảng income statement với hai cái dạng format là multiple step và single step. Thì thầy nghĩ cái đó là cần thiết để các bạn nắm rõ quy trình chúng ta làm cái đó là chính. Sau thì chỉ các bạn trình bày cái income statement của công ty bán hàng thì cái dạng là multiple step và single step nhé. Rồi ok, có ai hỏi gì nữa không các bạn? Thầy ơi, thầy nghe. Khi mà mình đọc đề mà mình thấy cái chỗ credit memorandum á thầy, thì nó sẽ là sale return and allowance đúng không thầy? Em phải coi nó là cái ngữ cảnh của nó là cái gì, tức là mình bán hàng cho người ta hay là người ta bán hàng cho mình. Nếu như mà mình bán hàng cho người ta mà người ta yêu cầu mình giảm giá vì hàng bị lỗi á, thì mình mới đưa vào sale return and allowances. Còn nếu như mà người ta bán hàng cho mình và hàng người ta bán cho mình bị lỗi và mình yêu cầu người ta cho mình một credit memorandum, lúc này nó đâu phải là sale return and allowances đâu em. Dạ dạ. Em phải coi cái ngữ cảnh của cái câu đó là người ta đã bán hàng cho mình hay là mình bán hàng cho người ta nhé. Dạ. Ừ. Mọi người có ai hỏi gì không? Còn không hỏi thì hôm nay mình off sớm nha. Hôm nay thầy cũng mệt quá. Sắp tới cuối tuần rồi, cảm thấy năng lượng nó cạn kiệt. Ngày mai được ra đường rồi thầy. À, ngày mai ra đường nhưng mà giờ phải đem xe đi sửa. Ủa xe thầy không để máy hay sao mà nó ấy thầy? Xe thầy hôm bữa bị ông hàng xóm tông vào. Trời ơi. Ông có tông vào, ông làm móc cửa xe thầy, làm gãy gương chiếu hậu. Giờ thứ hai thầy đem đi làm bảo hiểm. Mà giờ hãng nó kêu là một đống xe đang chờ làm đến đó, không biết bao giờ mới làm được đây. Đang đau lòng gần chết. Vậy thầy có đòi tiền ông kia không thầy? Thì giờ anh em coi như là trong xóm với nhau thì bây giờ chia sẻ rủi ro thôi. Coi người ta hỗ trợ bao nhiêu thì hỗ trợ. Chứ bây giờ làm sao mà ấy được. Ngại mấy đứa hiểu không? Nhiều khi hàng xóm láng giềng với nhau mà giờ đòi tiền các kiểu ngại. 30% mà, tại vì là nó đòi cái biên bản tai nạn hiện trường của công an. Nó kêu là không có biên bản hiện trường của công an là nó sẽ đền có 30% mà. Tại vì là người ta tông mình, nếu như mình tự tông á, tức là mình tự tông ở đâu đó mà xe mình hỏng á, thì nó đền 100%. Còn người ta tông mình thì phải đòi có biên bản hiện trường của công an, mà không có cái đó thì nó chỉ hỗ trợ mình 30% thôi. Thầy cũng từ 70% mà không biết sao được 30% mà, thầy cũng đang cay đây. Tháng sau hết hạn bảo hiểm thầy mua bảo hiểm thằng khác, thầy đéo mua thằng quân đội nữa. Ba em thấy xài bảo hiểm nào thầy mà bên đó hỗ trợ cũng ổn áp lắm. Thì nói chung là bên nào cũng được thôi, quan trọng cái cách mình làm việc với nó như thế nào. Mà mấy thằng này mua nó kiểu mỗi lần thầy sửa xe thầy muốn sang hãng sửa mà nó cứ ép thầy sang gara của nó sửa, thầy cũng khó chịu, thầy không ấy. Tức là nó không bắt buộc mình được mình, nhưng mà nó cứ gọi là nó cứ cố, nó cứ nài mình qua bên gara của nó để sửa, nên thầy không không thích lắm. Nên thầy đang muốn đổi bảo hiểm khác, thầy đang tính mua Bảo Việt hay là của Liberty. Chắc nó ăn chia với bên gara. Thì chắc chắn là có anh chia bên gara rồi, nhưng mà thôi vấn đề đó mình không có nói tới, nhưng mà cái thái độ